Bà chị giới cái gì không? Không. Gạo với chút xíu. Rồi, kính chào bà con đi sao thì ra. Buổi trưa hôm nay thì qua bên xã Xuân Đông. Xã Xuân Đông, huyện Nhà Gạo, Tiền Giang để thăm một hoàn cảnh của em Quỳnh Nhân Dung. Thì đây là em Quỳnh Nhân Dung, hiện thời thì em bị là cái khối u ở lưỡi. Thì theo bệnh án thì đấy là carcinoma tế bào gai RAS2. Phương pháp điều trị chưa điều trị đặc biệt, ghi chú là xuất viện theo yêu cầu. Lý do là hoàn cảnh của em này có hoàn cảnh éo le, thì anh em đầu bà con thì không ai giúp, nên là bắt buộc thì nếu mà vô bệnh viện thì phải có người nuôi. Nhưng mà hoàn cảnh em này không ai nuôi, không ai gì hết. Thành ra giờ mà lên bệnh viện điều trị thì cũng là rất là khó khăn. Bây giờ em về đây là điều trị thuốc nam đấy em. Bây giờ uống thuốc nam thôi. Bây giờ chúng tôi cũng không có biết là sao uống thuốc nam đi nữa thôi. Thì thôi bây giờ đây Quỳnh Nhân Dung. Đây ý là viện của bệnh viện ung bú khoa xã 3. Bây giờ giờ cũng hoàn cảnh này không biết sao mà giúp thôi, chỉ gửi cho anh một chút ít để mình làm mà mình lấy uống thuốc thôi ha, mình tiền mình uống thuốc mình này mình kia thôi ha. Ông cầm luôn đi ông bé. Thì qua giới thiệu có Hùng Nguyễn thì thôi xin gửi cho anh Dũng đem 3 triệu ha, là đem tôi gửi 3 triệu để mình uống thuốc nha. Chứ giờ cái hoàn cảnh của anh là tụi tôi chỉ có thế thôi chứ không biết cách khác. Rồi vậy ha, gửi 3 triệu để mình uống thuốc chứ mình mua sữa mình uống ha. Rồi thôi không cần phải nói vậy, là anh nói chuyện cầm không được. Cầm chi ha. Thì hôm nay là ngày 26 tây tháng 5 2022. Thì Phương Linh Mỹ Tho đi cùng với anh Quỳnh Chí Hiếu với anh Hùng. Thì Linh xin đại diện Mạnh Thường Quân là chị Quỳnh Ngọc Dung gửi em 10 kg gạo ha. Chứ cái này là của Phong Võ, Phương Võ thông qua chị Bông Nguyễn, bữa hổm Hùng Nguyễn đăng bài đó. Thì chị ấy chị thấy thì gửi cho chị. Thì cũng nói giùm bà con là anh Dung đây là không có nhà cửa gì hết trơn á. Chỉ ở ngoài cái hành lang của gia đình của một người dì thôi, người dì cho ở đây đó để thời gian mà uống thuốc mà chị bệnh như thôi. Dạ thôi giờ đây em cũng xin thay mặt cho cháu nó, như nó nói không được rồi. Em cũng cảm ơn hết, cũng như mấy anh tới đây với hai nữa cũng như có lòng hảo tâm. Rồi cũng như nãy giờ trình bày với chị là hoàn cảnh của em này là rất khó khăn. Dạ, ví dụ tôi muốn giúp thì cũng không biết sao. Dạ giúp, đúng ha. Rồi, mấy anh nói thì em cũng hiểu rồi, vậy. Đó, vậy. Dạ. Rồi thì chỉ có chút tấm lòng gửi là cho em cho anh uống thuốc với mua sữa đủ thôi ha. Dạ, cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Rồi xin tạm biệt. Rồi Dung ơi, hoàn cảnh này là cái 10 kg gạo này chị Linh đại diện em trao cho hoàn cảnh này. Vậy là chị đã hoàn thành kết thúc cái 100 kg gạo em trợ duyên chị để đại diện em đi trao cho bà con. Linh cảm ơn em rất là nhiều. Xin máy bay. Tháng 5 2022 Phương Linh Mỹ Tho cùng với em Hùng Nguyễn, em Quỳnh Chí Hiếu đi qua thăm cái hoàn cảnh bị ung thư ở xã Xuân Đông. Chú đi đâu chú? Hỏi cái gì không? Hỏi ông không khỏe không? Thấy ăn uống còn nổi thì tới luôn được, không biết khỏe không. Con thấy cho nó bút chú nè. Vậy hả? Ủa nhỏ này sao giống em giống